ok. Cộng thể đúng chưa? Quay Quay là không ai biết mình là ai. Từ từ. Rồi, ok, chọc đi. Không chọc đâu. Thêm kêu. Này còn dễ. Sông là nó sống dặn. Rồi. Sao nó xạo mà. Thế kiểu như bỏ sao mà người ta bay lên ha, sao lại nặng lại dễ thế. Sông xong nó giống như đây, quay đây, chị nhìn bên này này. Giống trên mạng chưa? Nhiều bố mẹ vẫn còn bảo là đến hết rồi thì nó hết. Ôi dồi ôi, thế thì lúc đấy luôn. Ô có cái gì đâu, thịt gà có cái rồi, ăn tí lấu mì, lấu miến là xong mà. Xong là một phần thôi chị ạ. Bác đang buồn thì một mình bác. Nguyên. Đấy, cháu chỉ chuyên gia thôi. Kệ. Kiểu gì tí cô mời cô chả gọi bác Kiên. Ăn hay không ăn cũng vẫn gọi. Vì cái lỗ kìa. Alo qua. Mai. Tuấn như trên mạng luôn không? Mai Miền này. Đâu nói chị ạ? Mai Miền rồi. Tuấn đâu không? Tuấn. Đâu rồi? Chắc là những này là đâu rồi. Chưa. Nhân của bạn ấy dễ kinh. Nhẹ cái đã già. Có gió lặn có gió đâu. Lặn này cổ như là nó mất vệ sinh ấy chị. Nó còn nhân nhiều hơn ấy. Chẳng có gió lặn quá. Chứ chân này thì ta lặn được chứ mình. Tay mình lặn quá lại cắn lên. Vậy biết chỗ rồi á. Lúc nào bao nhiêu ngày thì đi lặn chị của lặn. Nên tự nên. Hay là chủ nhật thì ở nhà nữa. Lớp bao nhiêu ạ? Ủa chị bạn tự đi được rồi. Sao mà chị sợ bạn ấy lười thôi. Có lười không hả Cún? Có. Có à? Chắc sắc nghiệp của mình em sẽ phải lười. Không thế làm gì có gái yêu. Thật. Không ai đâu. Nó vào cái điện thoại to ra đúng không? Phải to anh như là kiểu mặt ngô ấy. Đi bên ngoài chị nhìn cái khác gì hạt gạo. Ai đâu quá. Đáng mà có đau đâu mà. Chặt rồi. Xong thế vẫn chặt cả. Đau quá. Thường. Chịu tốt. Bọn này nó chịu được rồi chị.
cái đấy thôi. Sau. Để rảnh à? Không phải, động vào nó sẽ đau. Và khi đau là nó sẽ đau rất là nhiều thứ. Cái kinh nghiệm. Đúng, sắp đầu. 5 phút nữa chị ạ. Em quay xong cái mặt này. Thế này hấp dẫn quá rồi chị. Này không muốn về nữa. Nhìn ra trông ấy. Điều cứ người ta có quay bên phải cứ bỏ nó lên. Quay hết gì. Thế chị thấy kinh chưa? Có những người mặt rỗ là do để như này lâu ấy chị. May mà chị đến kịp thời. Nó bảo là từ 2-3 ngày rồi cũng mai mẹ nghỉ làm thì mẹ vẫn đi. Nó không có một mình. À. Thế ai mách đấy ạ? Ừ. Quê rồi, bắn đâu ấy? Cổ chị. Cổ hoặc áo ấy. Ơi tóc chị ơi. Em nhìn thấy rồi. Chị hôm nay cũng bẩn thật. Bắn chân cá đây vào áo. Hey. Rồi. Tí bắn cho một cái. Em có phải ở trên mạng không? Đấy, chứ không để bít tắc này cái gì dùng cho nó hết được, không lấy ra làm sao mà hết được. Vâng. Nào nó viêm thì nó như những cái đỏ ấy chị. Như cả pháo hoa. Mai làm yên đi. Khóc à? Đau khóc. Thế để cái mặt này nó hỏng nhất. Bà quá là quan tâm luôn ấy. Bà để yên cháu ấy. Con cái đứa nọ ai chị? Thế chị ấm nọ là chị thứ mấy hả chị? Thứ tư. Nhà chị là bốn chị em gái à? Thế chị là cả à? Được rồi chị. Sinh năm bao nhiêu rồi chị?